Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thứ hai trong cái khóa Photoshop. Thì cái việc đầu tiên cũng như buổi đầu, chúng ta phải tạo ra một cái file mới đúng không ạ? Thì em sẽ nhắc lại một chút về cái những cái thông số tạo file này, bởi vì nó sẽ rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta làm việc. Đầu tiên đó là về tên. Tên file làm việc, ở đây em sẽ ghi là bài tập buổi 2. Rồi, ok. Thì cái tiếp theo mọi người cần lưu ý đó là cái đơn vị tính, đó là pixel hay là cm và mm. Thì ở đây pixel sẽ hiển thị trên để tính cái kích thước để mình sử dụng thiết kế cho các ấn phẩm để hiển thị trên các thiết bị điện tử. Còn cm và mm thì mình sẽ sử dụng cho bên in ấn, đúng không? In ấn ví dụ như là bao bì, tem nhãn mác hay là băng rôn, vân vân nhá. Thì mình sẽ sử dụng cm và mm. Ở đây mình thiết kế một cái banner để đăng lên Facebook thì mình sẽ sử dụng đó đơn vị là pixel. Và tiếp theo ở đây đó chiều dài em sẽ để đó là 900 nhân với lại 450. Đấy, chiều dài và chiều rộng nhá. Tiếp tục đó là về cái khổ giấy, mình sẽ sử dụng cái khổ giấy theo chiều chiều dọc hoặc là chiều ngang thì mình sẽ tích vào đây. Rồi, resolution đó là cái chế độ phân giải. Chế độ phân giải càng cao thì cái chất lượng ảnh nó càng càng lớn, nó càng nặng nhá. Thì ở đây mình sẽ để một cái chất lượng vừa phải thôi, đó là 150. Còn khi nào mà chúng ta in ấn ấy, thì chúng ta sẽ để cái resolution đó là 300 để làm sao cho cái bức ảnh nó nét nhất có thể. Tiếp tục, ở đây đó là kênh màu RGB và CMYK. Hai kênh màu này chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta làm việc. RGB thì nó sẽ để sử dụng cho chúng khi mà chúng ta thiết kế những ấn phẩm để hiển thị trên các thiết bị điện tử như là điện thoại, TV, laptop, vân vân. CMYK thì sẽ sử dụng cho in ấn. Và kênh ở đây mình sẽ sử dụng đó là cái kênh 8 bit nhá. Rồi, ok, thì mình sẽ tạo ra được một cái file mới có kích thước đó là 900 nhân với lại 400. Và tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái công cụ tạo vùng chọn cơ bản, đó là hình vuông và hình tròn. Trong hình vuông này thì nó sẽ có hình chữ nhật này hoặc hình vuông, trong hình tròn nó sẽ có thể tạo ra hình elip hoặc hình tròn. Ok, rồi việc tiếp theo chúng ta phải mở khóa file làm việc đúng không? Trước tiên chúng ta muốn làm gì làm thì phải mở khóa cái file làm việc. Nếu mà chúng ta để cái khóa ở đây này thì một số những cái tính năng nó sẽ bị hạn chế. Công cụ hôm nay sẽ là công cụ tạo vùng chọn, đầu tiên đó là về hình chữ nhật. Thì rất đơn giản thôi, nó sẽ có cái phím tắt, đó là phím M trên bàn phím. Mình có thể nhấn trực tiếp cái phím M trên bàn phím để sử dụng công cụ tạo vùng chọn nhé. Ở đây em đang sử dụng công cụ phím V này, em nhấn phím M này thì tự động nó sẽ chuyển sang cái công cụ tạo vùng chọn cho chúng ta. Đây là công cụ tạo vùng chọn cơ bản, đó là hình vuông và hình tròn. Thì ở đây em sẽ tích vào cái hình vuông này. Mình sẽ đặt một cái điểm đầu tiên và mình giữ chuột bên trái, mình kéo ra. Kéo như này thì nó gọi là kéo theo cái dạng tự do. Chúng ta sẽ vẽ theo hình chữ nhật này. Đấy, rất khó để chúng ta vẽ hình vuông nhá. Kéo vẽ như này thì người ta gọi là vẽ tự do. Đây, em sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như này. Và đồng nghĩa việc chúng ta có một cái vùng chọn, đúng không? Có một cái đối tượng thì chúng ta phải tạo ra một cái layer mới để quản lý cái đối tượng trên đây. Ở đây thì em sẽ đổ cho nó một cái màu xanh này đi. Đấy, khi chúng ta đổ màu xong thì nó vẫn còn hiển thị cái vùng chọn này. Thì chúng ta sẽ nhấn nút Ctrl D để dứt lệnh vùng chọn, để tắt cái vùng chọn ở vùng bên ngoài đi. Tắt đi này. Đấy, thì nó sẽ mất. Và lúc này chúng ta quay trở lại công cụ phím V để có thể di chuyển được đối tượng. Đấy, mọi người nhớ nhé, khi chúng ta tạo xong vùng chọn trước hoặc sau, chúng ta bắt buộc phải tạo ra một layer mới thì chúng ta mới di chuyển được đối tượng này. Ok chưa? Đấy, chúng ta có thể di chuyển được riêng biệt từng đối tượng một này nhá. Tiếp theo, để vẽ cái vùng chọn hình vuông thì chúng ta tiếp tục lại quay trở lại công cụ tạo vùng chọn, phím M. Chúng ta giữ phím shift thì chúng ta sẽ vẽ được hình vuông nhá. Giữ phím shift này, em vẫn đang giữ phím shift nhá. Thì lúc nào nó cũng sẽ thành hình vuông như này. Rồi. Tích và giữ chuột bên trái này và giữ shift là vẽ hình vuông, và chúng ta đổ một cái màu. Ok, Ctrl D để dứt lệnh vùng chọn, quay trở lại công cụ phím V. Đấy,
Thì bây giờ cái tình trạng layer của em này, đây là em không tạo ra layer mới nhá, nên là nó sẽ không di chuyển được từng đối tượng một. Cái màu trắng và cái màu xanh này nó đang dính lại với nhau. Đấy. Thì đây là cái việc mà chúng ta không tạo ra layer mới nhá, nên là nó sẽ không di chuyển được từng cái đối tượng này. Rồi, mình làm sai thì mình hoàn toàn có thể Ctrl Z lại. Ctrl Z lần thứ nhất nó sẽ quay lại một bước, Ctrl Z lần thứ hai quay trở lại bước thứ hai, và Ctrl Z nhiều lần thì nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu như này nhá. Ok, lại nhá. Đầu tiên này, vẽ một, giữ Shift này, vẽ một cái vùng chọn hình vuông. Tạo một layer mới này. Và ở đây em sẽ đổ cho nó một cái màu xanh như này. Đấy. Ctrl D để tắt cái vùng chọn này đi này. Đổ màu xong nó vẫn còn hiển thị cái vùng chọn nhá, mình sẽ nhấn Ctrl D để tắt cái vùng chọn và quay trở lại công cụ phím V. Quay trở lại công cụ phím V để di chuyển vị trí này. Ở đây, ok. Em sẽ to cho to cái hình này ra một chút này. Đấy, ok. Tiếp tục. Ở đây thì em sẽ chọn một cái hình ảnh về ngôi nhà. Em vào tài nguyên này, em sẽ vào phần nhà đây. Đấy, thì em sẽ nhắc lại cái việc di chuyển ảnh, nó sẽ có ha, hai cách mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Đó là cầm trực tiếp ở đây này. Cầm trực tiếp cái ảnh này, kéo sang cái file mà chúng ta đang đang thiết kế và bỏ ra. Lại nhá. Cái ảnh này nó phải mở khóa nhá, khi mà chúng ta bật sang thì nhiều khi nó sẽ có cái khóa này, chúng ta phải mở khóa ra. Bước đầu tiên là chọn cái ảnh đúng không? Kéo xong giữ giữ ảnh nhá. Tích giữ chuột trái này, kéo sang cái file này, tự động nó sẽ nhảy sang cái giao diện file làm việc ở bên tay trái, và chúng ta đưa cái con chuột vào giữa cái file làm việc, nó sẽ hiển thị ra một cái dấu cộng. Lúc này chúng ta bỏ ra thì cái file nó đã được di chuyển vào trong cái giao diện làm việc của chúng ta. Và đây em sẽ cho bé lại một chút. Ok. Tiếp tục ở cái phần này, ở cái phần thằng hình này, thì em ở đây em sẽ đổ cho nó một cái màu trắng, em không thích màu xanh nữa, thì em sẽ khóa cái nền lại, khóa nền lại nhá, khóa nền lại và đổ màu trắng như này. Đấy, mọi người mà không khóa nền là khi mà chúng ta đổ một cái màu trắng như này, đổ một cái màu, ví dụ ở đây em đổ màu xanh nhá, nó sẽ tràn ra tất cả các cái file làm việc của chúng ta. Đấy, nên là chúng ta phải khóa cái nền này lại, khóa cái nền này lại thì chúng ta sẽ đổ được ở những cái vị trí trong cái đối tượng này. Rồi, ở đây thì em sẽ sử dụng cái chế độ overlay. Overlay nó có nghĩa là nó lọc cái ghi và nó làm đối với màu trắng này, nó sẽ làm sáng cái ảnh lên. Mọi người có nhìn thấy nó sáng ảnh lên không? Đấy, những cái ảnh ở bên dưới nó sẽ sáng lên này. Thì đây là cái chế độ overlay. Tiếp theo em sẽ nhân đôi cái layer số 1 này lên bằng cách chuột phải chọn vào duplicate layer. Đấy, thì chúng ta sẽ nhân đôi được một cái layer nữa lên. Ở đây có hai layer này nhá. Và cái layer này em sẽ dịch chuyển sang bên bên trái một chút bằng mũi tên bên trái. Em điều chỉnh dịch chuyển sang. Rồi, ok. Tiếp theo, em Ctrl Z lần nữa. Ở đây thì em sử dụng phím tắt, đó là Ctrl Z. Đó, nhân đôi cái layer này lên. Đấy, sử dụng phím tắt, đó là Ctrl Z. Thì chúng ta sẽ có ba cái layer giống nhau ở đây nhá. Rồi, cái layer này tiếp tục em lại đẩy sang bên trái. Ok chưa? Rồi, tiếp tục em lại Ctrl Z thêm lần nữa. Đó, nhân đôi tiếp lên cái layer trên cùng này. Rồi, và dịch chuyển sang bên trái. Đây đây, mọi người nhìn này. Nhá, nó đang có một cái vết này này. Đấy, ở đây nó sẽ hơi khó nhìn một chút thì mình ở đây. Cái layer trên cùng này thì em sẽ để chế độ đó là Normal, là về cái chế độ mặc định. Dịch chuyển sang bên trái một chút này. Rồi, phóng to lên một chút. Cái layer ở dưới cùng đây, em sẽ để opacity, đó cái độ trong mờ của đối tượng nhé. Trong mờ khi chúng ta giảm này, giảm đi này. Mọi người nhìn nhá, mọi người nhìn cái ảnh này. Em sẽ vẽ hẳn một cái hình khác cho mọi người nhìn cho dễ. Ở đây em có một cái màu trắng như này, thì em giảm cái opacity này,
giảm opacity, nó là cái độ trong mờ của đối tượng. Mọi người có nhìn thấy nó trong không? Đấy, trong mờ của đối tượng nhé. Khi chúng ta giảm kịch opacity, opacity bằng 0 thì có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy cái gì cả nhé. Nhưng mà khi chúng ta tăng dần lên này, nó sẽ dần dần xuất hiện. Đây. Đấy. Và chúng ta để 100% thì là nó sẽ là về cái chế độ mặc định ban đầu, cái màu ban đầu. Đấy nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ giảm đi, giảm opacity ở cái đầu tiên này. Mọi người có thể đánh số trực tiếp ở đây. Ví dụ em sẽ đánh số 30. Thì ở đây nó sẽ là 30% opacity. Hoặc mọi người cũng có thể nhấn trực tiếp cái số trên bàn phím ấy. Ở đây em để số 50. Mọi người để ý nhá. Opacity này, em nhấn số 5 thì nó sẽ là 50. Nhấn số 2 nó sẽ là 20, nhấn số 3 sẽ là 30 và nhấn số 0 thì nó sẽ là 100%. Ở đây em sẽ để là 50. Rồi, và cái layer trên cùng này. Đây cái layer để cái chế độ overlay trên cùng này. Em sẽ để đó là 70 opacity, 70%. Rồi. Tiếp theo cái đối tượng trên cùng này, hình ảnh màu trắng, em lại tiếp tục Ctrl Z nhân đôi nó lên lần nữa. Nhân đôi lên này. Ở đây có hai cái màu trắng nên là mình sẽ hơi bị khó nhìn. Đây, hai cái màu trắng đè lên nhau nhá. Và mình sẽ khóa cái nền này lại. Ở đây em đổ một cái màu xanh như này và dịch chuyển sang bên trái. Đấy, ok. Và mình sẽ bỏ khóa ra. Tiếp tục, em chọn công cụ vùng chọn hình M. Vùng chọn phím M này. Và em giữ Shift vẽ một cái hình vuông như này. Đấy, em tạo ra một layer mới nữa này. Mọi người lưu ý nhá, phải luôn luôn phải nhớ là phải tạo ra một layer mới khi mà chúng ta có cái vùng chọn. Đấy, để chúng ta quản lý cái đối tượng đó nó dễ hơn. Bởi vì rất nhiều người mới này chưa quen tay ấy, nên là sẽ không tạo ra cái layer mới, nên là nhiều khi làm một lúc rồi mình mới nhớ ra ấy. Nên là những các đối tượng nó lại dính với nhau nên là lúc đó rất là khó để xử lý. Rồi, em đổ một cái màu trắng này và Ctrl D rất lệnh vùng chọn. Đấy, nó tắt đi này. Quay trở lại công cụ phím V để điều chỉnh. Rồi, bài em trước thì chúng ta đã học cái cách xoay rồi, thì mình sẽ nhấn Ctrl T để hiển thị những cái đầu chốt lên đúng không ạ? Và đây em sẽ đưa cái con chuột ra góc này. Nó sẽ hiển thị ra hai cái đầu mũi tên và mình giữ Shift để xoay một góc 45 độ. Đấy, ok. Nó sẽ xoay 15 độ một đấy. Và em sẽ cho nó ra giữa. Rồi, mình sẽ giữ phím Alt để cho nó đồng tâm, thu nhỏ lại. Đấy, đồng tâm, cái tâm nó vẫn giữ nguyên nhá. Ở đây mình giữ Shift thì nó sẽ chỉ đồng dạng thôi. Xin lỗi, ở đây mà mình thu bình thường ấy, mình không giữ Shift ấy thì nó sẽ chỉ đồng dạng thôi. Một số phiên bản đời cũ, ví dụ được 2017, 2018 ấy thì mình phải giữ Shift thì nó mới đồng dạng. Nhưng mà từ 2019, 2020, 2021 thì phải. Em không nhớ là 2019 có không, nó đã cập nhật chưa, thì mình không cần giữ Shift. Mình chỉ cần đưa ra góc này thì nó cũng tự động đồng dạng nhá. Đấy. Không cần giữ Shift. Rồi Enter. Còn cái bản 20 ấy, thì nó sẽ giữ Shift để thay đổi những cái cạnh cố định. Một cạnh thay đổi theo cái dạng tự do đó. Rồi ở đây tiếp tục em lại để cái chế độ Overlay và Ctrl Z nhân đôi lên. Đúng không ạ? Đây. Ctrl T và cho bé lại. Giữ phím Alt để chúng ta thu theo cái dạng đồng tâm. Ở đây thì mình sẽ để cái chế độ lâu mờ. Ok chưa? Thì nó sẽ thành màu trắng này. Tiếp tục Ctrl Z lần nữa. Cái hình màu trắng này chúng ta sẽ có hai hình màu trắng nhá. Ok. Và mình sẽ cho bé lại. Đấy, cho bé lại. Ở đây màu trắng ấy mọi người không nhìn thấy nhá. Nhưng mọi người nhìn hai cái điểm này, cái điểm thanh ngang này, cái kích thước nó đang vừa bằng với cái hình màu trắng nhá. Nhưng chúng ta thu nhỏ lại thì cái kích thước nó sẽ nhỏ như thế này này. Đấy. Enter. Đấy, chúng ta có hình màu trắng bé bên trong này. Và ở đây chúng ta khóa cái nền này và đổ cái màu xanh như thế này. Em sẽ cho to ra một chút nữa. Rồi, ok. Thì hoàn toàn đây có thể là một cái bố cục để chúng ta sử dụng. Tiếp theo thì em sẽ lấy một cái logo. Đây, logo về nhà đi. Rồi, mình sẽ cho bé lại như này. Logo thì chúng ta có thể một là đặt bên này, hai đặt góc này cũng được nhé.
Đấy, đối với Nugo này, nếu mà nó chưa được nổi ấy, thì chúng ta có thể làm cho nó một cái dải màu vào đây. Được không ạ? Tạo ra một layer mới này và đổ màu. Em sẽ cho xuống dưới này, logo đang ở bên dưới nha, nên mình sẽ cho mảng màu xuống dưới bằng cách nhấn Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Rồi, mình cho bé logo lại một chút nữa. Tích vào logo và cho bé. Cái chế độ overlay mà chúng nó sẽ rất quan trọng mà chúng ta sẽ thường xuyên làm việc và chúng ta nên lạm dụng nó để tăng những cái nhịp điệu về màu sắc, sắc độ. Ở đây em sẽ tiếp tục Ctrl Z cái hình này lên. Ctrl Z này. Và em sẽ khóa nền lại và đổ một cái màu trắng. Đấy thì cái màu trắng đang ở bên trên nhá. Tiếp tục em cho cái màu trắng này xuống bên dưới. Và Ctrl T cho to ra một chút. Đây, cho to ra như này. Ở đây em đẩy dịch lên một chút để làm cho nó một cái viền. Đối với cái viền màu trắng này mình cũng sử dụng cái chế độ overlay. Đấy. Overlay khác với opacity nhá. Overlay nó là làm đối với màu sáng, nó sẽ làm sáng cái ảnh bên dưới. Còn opacity nó chỉ là độ trong mờ thôi, nó không làm sáng được lên như này. Đấy, những cái vùng nào sáng nó sẽ là sáng này. Những cái vùng nào màu nó tối hơn thì nó sẽ chỉ sáng hơn một chút thôi này. Đấy. Nó sẽ có sắc độ như này, nó đẹp hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta cứ để màu trắng. Ok. Đấy, thì hoàn toàn ở bên này chúng ta có thể đặt cái nội dung chữ, hoặc ở đây chúng ta có thể đặt là giá, ví dụ 5 triệu trên 50 triệu trên mét vuông chẳng hạn, một số những cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh cho vào đây. Bên này chúng ta sẽ đặt nội dung là text nhé. Ok. Tiếp theo thì vẫn là một cái banner nữa về cái dạng bố cục hình vuông. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi về bố cục hình vuông và bố cục hình tròn đối với cái công cụ tạo vùng tròn cơ bản này nhé. Rồi thì cái công cụ tạo vùng tròn cơ bản này nó có một cái tính năng rất là hay. Khi mọi người quét qua những cái vùng tròn này này, mọi người hoàn toàn có thể thêm được những cái vùng tròn tiếp theo vào bằng cách nhấn một cách thứ nhất là nhấn vào đây. Cái hình thứ hai này, chúng ta có thể thêm được những cái vùng tròn mới. Đấy. Hai là chúng ta cũng có thể bớt đi. Bớt đi những cái vùng tròn. Đấy, những cái vùng này là chúng ta đang đang khoét đục thủng này. Đấy thì em tạo ra một cái layer mới và đổ một cái màu thì mọi người sẽ nhìn rõ nhất. Đấy, những cái vùng mà chúng ta tạo ra này và những cái vùng chúng ta đục thủng đi đây. Nhưng mà thường thì mình cũng không sử dụng nhiều những cái tính năng này lắm. Và mọi người khi mà mọi người muốn thêm cái tính năng mà tạo thêm hình, tạo thêm vùng tròn ấy thì mọi người sẽ giữ phím Shift thì nó cũng hiển thị ra cái dấu cộng ở trên cái đầu con chuột này. Đấy, giữ Shift nó sẽ hiển thị ra dấu cộng nhá. Và chúng ta sẽ vẽ thêm thôi. Giữ Shift nhá. Em vẫn đang giữ Shift nhá. Giữ Shift thì nó mới hiển thị ra cái dấu cộng. Đấy. Ok chưa? Và mọi người muốn xóa đi thì tích vào đây. Xóa đi những cái vùng này. Rất là đơn giản đúng không? Còn phím tắt của xóa thì nó sẽ là phím Alt. Giữ phím Alt và xóa đi. Đấy nhá. Rồi. Ở những cái tính năng, ba cái tính năng trên này thì mình cũng không sử dụng mấy, thì mình nói qua thôi. Còn cái tính năng cuối cùng này thì khi mà chúng ta có một cái vùng tròn này và chúng ta tích vào đây và chúng ta vẽ một cái điểm này thì nó sẽ lấy cái hình ở điểm giao nhau. Đấy, nó sẽ giao nhau ở vùng này, này. Đấy. Nó sẽ giao nhau, lấy những cái điểm giao nhau nhé. Đây. Ba cái này chúng ta rất ít sử dụng nên là em nói qua để mọi người hiểu cái tính năng thôi. Nên chứ mình cũng không sử dụng nhiều đâu. Tiếp theo về bố cục và hình vuông. Ở đây em tạo ra một layer mới này. Em sẽ vẽ một cái hình vuông như này. Rồi ở đây em sẽ đổ một cái màu xanh như này và Ctrl D để dứt lệnh vùng tròn. Ok, nhấn phím V để di chuyển. Ở đây thì em sẽ Ctrl T và cho nó xoay một góc 45 độ. Em đẩy lên góc này. Rồi ok. Tiếp tục em Ctrl Z lên. Đó, nhân đôi layer nhá, nhân đôi cái layer này, này và đặt xuống đây. Đấy, mọi người lưu ý đặt cũng phải các cạnh này nó phải theo một cái đường thẳng như này nhá. Rồi ok. Tiếp theo em sẽ nhân đôi cái này lên một lần nữa thì em sẽ được ba cái hình vuông như này. Hình vuông này em sẽ cho nhỏ thôi. Đấy thì em sẽ được ba cái miếng này. Ở đây mọi người để ý nhá.
trong cái bố cục này nó cũng tạo ra, mình cần phải tạo ra nhiều những cái giá trị về so sánh. Ở đây em có mảng to đúng không, mảng vừa và mảng nhỏ nhé, chứ mình cũng không nên là tạo ba cái mảng nó song song, nó xem bằng kích thước nhau nhé. Thì cái mảng to này mình sẽ để những cái hình ảnh chính, ví dụ mình quảng cáo về trà sữa chẳng hạn, thì đây là cái sản phẩm chính mình sẽ để ở những cái bố cục màu to này, và những cái yếu tố phụ thì mình sẽ để những cái hình nhỏ bé này ở dưới này nhé. Ok, hình này em sẽ cho bé đi một chút nữa và mình đẩy lên đây. Rồi, Enter. Tiếp theo thì cái nền này thì em sẽ lấy một cái nền màu khác đi. Em sẽ lấy một cái nền màu đen nhá. Mình vào background này, mình đây. Ctrl A và Ctrl C. Tắt đi. Tích vào cái này cuối cùng để cho nó paste xuống thì chắc chắn nó đã sẽ đảm bảo trên cái layer dưới. Mình không cần phải sử dụng phím tắt cho nó xuống nữa thì nó sẽ đỡ tốn thời gian. Ở đây mình sẽ cho bé lại như này. Ok. Và những cái mảng màu này mình sẽ khóa nền lại và đổ một cái màu trắng. Khóa nền lại nhá. Mình không đổ màu trắng là nó sẽ lan hết ra ngoài nhá. Khóa nền lại này. Đấy, ok. Và đây em sẽ khóa xong thì chúng ta sẽ bỏ khóa ra. Và đây em sẽ để cái chế độ đó là overlay. Để hết overlay cho em. À, tiếp tục mình lại nhân đôi từng hình lên. Ở đây em sẽ Ctrl Z này và cho bé lại một chút đấy, và đây em sẽ để chế độ low mờ, cái chế độ mặc định ban đầu của nó sẽ là low mờ, và Ctrl Z này lên em sẽ Ctrl T và cho bé lại như này đấy, và để chế độ mặc định đó low mờ. Khi chúng ta tạo ra một cái hình thì cái chế độ đầu tiên đó là chế độ low mờ rồi. Đấy, và để lâu vào. Tiếp theo vẫn cái hình nhà này, em lại Ctrl Z lên một lần nữa. Thì ở đây chúng ta có hai cái hình. Hình trắng này. Ở đây em sẽ đổ cho nó cái màu này đi. Em sẽ Ctrl T và cho bé lại. Rồi, ok. Hình này cũng vậy, Ctrl Z lên và khóa nền, đổ màu mới và cho bé lại. Ở đây mình Ctrl Z nên là nó hai cái này, cái nó đè lên nhau nên mọi người không nhìn thấy nhá. Đấy, ví dụ như cái hình mọi người lưu ý này, những cái đường nét này nó phải bằng nhau nhá, đồng đều bằng nhau nhá, không được cái to cái nhỏ nhá. Ok, cái này cũng vậy. Mình sẽ Ctrl Z lên, nhân đôi lên, sẽ hai cái hình này. Hình bên trên thì mình khóa liền lại và đổ một cái màu. Ok. Phóng to lên để mình đảm bảo rằng là những cái nét này nó đang bằng nhau. Đấy, cái hình này nó hơi bị bé chút nên mình sẽ cho to ra một tí này. Những cái viền nét này mà nó không đồng đều nhau ấy thì nhìn nó sẽ rất là sộc lệch, nó xấu nhá. Và những cái đường chéo này nó phải theo thẳng một cái đường chéo này. Đấy thì nó sẽ được nhìn cái mắt nó thuận hơn. Hoặc là cái hình của chúng ta ấy nếu mà nó con lệch hẳn sang một bên ấy nhưng mà nó vẫn phải song song với nhau. Ví dụ như này, cái hình này nó lệch hẳn sang bên này, nhưng mà mọi người vẫn phải đảm bảo yếu tố nó phải song song với nhau, chứ không được hình này nó nghiêng một góc 30 độ như này và hình này nghiêng nghiêng một góc 50 độ như ở trên này. Ví dụ hình này nghiêng một góc 60 độ như này đi, đấy thì nó sẽ rất là sộc lệch nhé, mắt mình nhìn nó sẽ rất là khó chịu, nên là mình phải làm sao cho nó song song với nhau. Những cái hình này lúc nào nó cũng phải song song với nhau đấy, thì nó nhìn nó sẽ rất là mắt nhìn nó sẽ rất là thuận. Rồi, ok, bây giờ mình tiếp theo thì mình sẽ sử dụng những cái hình ảnh để cho vào thôi. Đầu tiên khi mà chúng ta muốn cho hình ảnh đúng không thì chúng ta phải chọn cái layer này để khi chúng ta copy xong tí chúng ta paste sang ấy thì nó cái layer mà mình muốn cho vào ấy chắc chắn nó sẽ phải chui lên trên cái lớp layer 1 copy 6 này. Rồi ở đây em sẽ cho một cái hình ảnh về đồ ăn này.
em sẽ chọn một cái hình ảnh về đồ ăn, xem đồ ăn nào được. À đây đi ạ. Căn chọn A và căn chọn C. Rồi tắt đi nhá. Ok, chọn lại một lần nữa chắc chắn là đang chọn cái layer để mình muốn cho nó chui vào này. Căn chọn V. Thu nhỏ xuống và cho cái ảnh bé lại. Và ở đây mình sẽ chuột phải chọn clipping mask. Rồi mọi người có nhìn thấy ở đây đang có một chút nó bị thiếu đúng không ạ? Thì đây mình sẽ giải quyết bằng cách mình Ctrl Z này này. Đấy, Ctrl Z lên nhá, thành hai hình này. Hai hình này nó vẫn đang song song với nhau nhá, mình không di chuyển vị trí nhá. Mình chỉ di chuyển là sang phải sang trái thôi, còn hai hình này nó vẫn hai chiều ngang, nó vẫn song song với nhau. Nó vẫn trên cùng một đường thẳng này. Và Ctrl T. Chuột phải chọn Horizon. Có nghĩa là xoay theo chiều nằm ngang. Đấy, mình kéo sang đây để bù đắp lại vào cái chỗ khuất này. Và mình cũng chuột phải chọn clipping mask. Đấy thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề thiếu một chút hình ảnh ở đây. Và mình sẽ chọn hai cái layer này. Cần thiết thì chọn hai cái layer này và Ctrl E lại, có nghĩa là gộp hai cái layer hoặc gộp nhiều layer thành một layer. Ở đây mọi người nhìn này, em có hai cái layer số 3, một cái layer số 3 và một cái layer copy. Thì em nhấn Ctrl E lại này. Đấy thì nó sẽ gộp này lại thành một cái layer. Đấy, lúc này nó sẽ chập vào nhau rồi nhá. Tiếp theo về hình thứ hai, em lại tiếp tục chọn một cái sản phẩm này. Đối với hình ấy, mình cũng phải lựa để chọn sản phẩm. Ở đây em sẽ chọn nước này. Ở đây cái hình này ấy, nó sẽ theo cái chiều cao nên mình phải chọn cái sản phẩm nó cao hơn một chút. Ví dụ chọn chiều phẩm mà nó nằm ngang ngang này thì cái hình nó sẽ không vừa và nó sẽ không phù hợp với cái bố cục bên đó. Ctrl A và Ctrl C tắt đi. Rồi tiếp tục chọn cái hình này đúng không ạ? Mọi người nhớ nhá, phải chọn hình mà mình muốn cho nó chui vào. Ctrl V. Cái ảnh của em chất lượng nó khá là cao nên nó sẽ hơi to. Ok, mình sẽ cho nhỏ một chút. Rồi, Enter và chuột phải chọn Clipping Mask. Đấy, nó sẽ chui vào. Ở đây mình sẽ cho bé lại như này. Tiếp tục cái màu bên trên cũng vậy. Màu bên trên thì màu đen thì đơn giản thôi đúng không ạ? Màu bên trên màu đen thì mình trực tiếp vẽ một cái vùng tròn và hút trực tiếp cái màu ở đây này. Mọi người lưu ý nhé, ở đây ví dụ em sẽ để một cái màu sáng này cho mọi người dễ nhìn. Mọi người sử dụng công cụ phím Y, công cụ phím Y cho bàn phím, mọi người hút trực tiếp cái màu mọi người muốn lấy này. Ví dụ em hút màu xanh thì nó sẽ tự chọn màu xanh này, hút màu đỏ này nó sẽ tự chọn cái tông màu, cái thông số màu chuẩn nhất ở đây này, 100% là cái thông số màu chuẩn ở đây nhá. Đấy, hút màu nâu này, ở đây em hút trực tiếp cái màu, cái thông số màu đen ở gần đây nhất đúng không? Và em sẽ đổ màu đen lên. Ở đây thì mình không cần tạo layer bởi vì mình cho nó liền lại với cái hình ảnh này. Mình đổ màu đen, Ctrl D dứt lệnh vùng chọn và quay trở lại công cụ V. Đấy, ở đây mình không tạo layer nên là nó sẽ liền lại với nhau thế này. Nhá. Rồi. Nên là không phải lúc nào mình cũng sử dụng tạo ra layer. Ok. Tiếp tục ở bên dưới. Ở bên dưới thì nó là một cái hình rất là bé nên là mình cũng phải chọn một cái hình làm sao cho nó phù hợp. Ở đây em sẽ chọn một hình nước uống này đi nhá. Ok, chọn layer này và Ctrl V cho bé lại. Đấy thì khi chúng ta sử dụng những cái bố cục, chúng ta cũng cần phải biết đâu là những cái bố cục để cho hình ảnh chính. Cứ mảng to chúng ta cho ảnh chính thôi đúng không ạ? Món ăn chính. Mọi người nhấn phím tắt, đó là Ctrl Alt G. Đó là cho hình nó chui vào trong. Đấy, phím tắt đó là Ctrl Alt G nhé. Rồi, cho bé lại một chút và cho cao lên này. Đấy, thì đảm bảo cái rằng cái sản phẩm chính này của chúng ta nó vẫn lúc nào nó cũng nổi bật nhất. Đấy, cứ bố cục mảng miếng to thì mọi người cho những cái sản phẩm chính để làm nổi bật nó lên. Đấy, dần dần cho đến những cái sản phẩm phụ và sản phẩm nước uống kèm theo. Ok, bên này thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo ra một cái logo để góc này và nội dung chữ chúng ta đặt ở đây. Thì về cái nội dung chữ, bài này mình chưa học nên là mình sẽ không đánh cái nội dung chữ. Mình chỉ làm sao đi thành thạo về cái cách quản lý layer, cách tạo ra những cái vùng chọn bố cục
cơ bản nhé. Còn về phần chữ mình chưa học nên là mình sẽ không thực hành ở trong bài này. Mà cái mục tiêu chính của mình ở hai cái bài, bài đầu là mọi người làm sao phải nắm vững được cách quản lý layer, tạo layer như thế nào, đúng không ạ? Hiểu về bản chất cái layer. Còn bài thứ hai này, mọi người cần phải nắm vững đó là cách tạo ra vùng chọn hình vuông, hình tròn, đúng không? Và cách tạo ra bố cục của nó. Nhá, chứ mọi người không cần lan man sang những cái nội dung sau đó. Mỗi một bài mình sẽ có những cái mục tiêu nó khác nhau, chứ không thể bài nào mình cũng cầu toàn là cái gì cũng phải đẹp được. Ok, có thể bài sau mình chưa học về tech nhưng mình sẽ làm quen một chút về công cụ viết chữ thì mình cũng chỉ gọi là cho nó có thôi, chứ mình cũng không cần nhất thiết phải cầu toàn nó đẹp. Bởi vì trong cái bài về chữ mình sẽ có riêng một bài, lúc đó thì mình sẽ cầu toàn làm sao phải cho nó đẹp, cho nó chuẩn bố cục nhá. Lúc đó mình sẽ tính sau. Rồi ok, thì em sẽ xóa đi. Những cái bố cục này thì mọi người sẽ về làm lại hết giúp em nhá. Tiếp theo thì ở đây em sẽ có một cái tiếp tục vẫn là cái vùng chọn hình vuông. Ở đây em sẽ đổ một cái màu xanh. Ok, đổ màu xanh này nhá. Đấy, khi mọi người tạo cái mảng miếng to như này, màu nền, thì mọi người nên sử dụng cái màu trầm thôi, trầm nó xuống đi nhá. Đừng sử dụng những cái màu quá sáng. Ví dụ như màu quá sáng là mình cho kịch này là màu sáng này, nhìn nó sẽ rất là chói mắt, nó khó nhìn nhá. Nên mọi người kéo cái tông màu xuống, kéo cái sắc độ xuống dưới này để cho nó tối thôi. Đấy thì nó sẽ cái màu nó sẽ rất là dễ chịu. Rồi ở đây em sẽ vẽ một cái vùng chọn hình vuông này. Giữ shift nhá, giữ shift vẽ hình vuông và tạo ra một layer mới. Đổ một cái màu trắng cho nó. Ở đây là màu trắng, là màu bên dưới, chúng ta sẽ nhấn phím Ctrl Back V. Đúng không ạ? Ctrl D dứt lệnh màu chọn và quay trở lại công cụ phím V. Rồi, tiếp theo ở đây em sẽ xoay hình này một chút, Ctrl T lên và xoay nhá. Đấy, thường thì mọi người nhấn phím tắt đó là Ctrl T nhá, chứ không nên nhấn vào cái show transform này. Nhấn xong mọi người để phải mất công tích vào đây để tắt đi nên nó hơi nâu. Mình sẽ nhấn luôn phím Ctrl T để cho nó nhanh. Đấy, xoay nó một chút và lúc này thì chúng ta xoay theo dạng tự do. Đấy, xoay theo dạng tự do, không cần giữ shift nữa. Xoay theo dạng tự do như này. Rồi ok. Tiếp tục Ctrl Z một lần nữa, chúng ta có hai hình ảnh này. Hai hình ảnh màu trắng nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái layer bên dưới này. Lưu ý chọn layer bên dưới. Và ở đây em sẽ dịch chuyển sang bên phải một chút. Tiếp tục mình lại để chế độ overlay. Đây, Ctrl T và bẻ cái hình này xuống một chút như này. Đấy, giữ phím Ctrl để điều chỉnh từng góc một. Mình giữ phím Ctrl nhá thì có thể điều chỉnh được một góc. Không giữ nhá, không giữ là không điều chỉnh được đâu, không giữ là nó sẽ thu đồng đều vào này nhá. Mình giữ phím Ctrl để điều chỉnh dạng tự do. Đấy, em cho cái hình này ép xuống. Tiếp tục Ctrl Z lần tiếp theo. Đấy, lúc nào Ctrl Z nó cũng sẽ lên trên nhá, lên trên này. Đấy, thì mình lại chọn cái hình bên dưới mình sử dụng và mình dịch chuyển sang bên phải. Và Ctrl T cho nó xuống. Ok. Ở đây hình này em sẽ để cái chế độ opacity đó là 65%. Ở đây em sẽ để là cái hình trên cùng này. Em sẽ để đó là 90%. 85% đi. Vì sao mỗi lần Ctrl Z lên ở hình này này, em sẽ nhân đôi tiếp hình này lên này. Đấy, nó đè nhau nên là nó sẽ sáng hơn. Mà em sẽ lại chọn cái hình ảnh bên dưới để điều chỉnh. Mà hai cái rõ ràng hai cái giống nhau đúng không? Bởi vì mình sẽ sắp xếp theo cái trình tự từ dưới lên nhá. Chứ mình không thể sắp xếp theo cách lộn xộn được. Ví dụ ở đây em sẽ cho cái hình này nhỏ xuống như này. Và giữ Ctrl đẩy cái này sang một góc này. Đấy, thì lúc này những cái hình của mình này, hình này dưới cùng này, em sẽ để cho nó là 30%. Đây, hình này dưới cùng mình chọn nó sẽ rất là dễ. Hình này trên thứ hai, hình này thứ ba. Đấy, nhiều khi mình cứ tích vào đây cũng được này, mình tích vào đây cũng được này nhá. Nhưng nếu mà cái hình ở dưới này mà lúc đầu mình chọn cái hình bên trên để điều chỉnh ấy thì nó sẽ nằm như này. Đấy, cái hình này bên trên này. Hình này bên trên nhá. Hình này nó đang nằm ở bên trên hình này đấy nhá. Mà mọi người tích vào đây là không thể chọn được này, tích vào đây này.
là không bao giờ chọn được cái hình thằng thứ hai này từ dưới lên như này. Đấy, nó sẽ chọn thành thằng hình bên dưới, bởi vì nó nằm bên trên mà, nên là mình sẽ sắp xếp làm sao cho nó một khoa học, lúc sau mình chọn nó cũng sẽ rất là dễ. Đấy, lúc này tích này, rõ ràng tưởng đây là cái thằng hình thứ hai từ dưới lên, mình tích vào này, nhưng nó lại ra cái thằng ở dưới cùng. Đấy, ok, nên mình phải cho thằng này xuống dưới. Đấy, cho xuống dưới này. Đấy, nên mình tích cái thằng thứ hai nó cũng rất, điều chỉnh nó rất rất là dễ. Tích thứ ba nhá. Ok, tiếp theo hình màu trắng em sẽ Ctrl Z lên một lần nữa. Ở đây em khóa nền lại và độ màu xanh, dịch chuyển sang bên trái. Ok, hình này điều chỉnh một chút này, cho nó bó vào cái góc này vào trong một chút nữa. Rồi em sẽ chọn một cái hình cô người mẫu đi. Đổi chủ đề đi một chút. Ok, chọn vào người mẫu này. Đây ạ. Ctrl A và Ctrl C. Tắt đi. Sang bên file này chúng ta chọn vào cái ô này. Và chúng ta sẽ Ctrl V. Chuột phải chọn Make Clipping Box. Đấy. Lúc này cái nail của chúng ta rất là to đúng không? Thì chúng ta tiếp tục Ctrl T lên. Cho vào bên trong rồi nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thay đổi kích thước. Nó sẽ hiển thị này. Và chúng ta cho bé lại. Rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Ok. Rồi, em sẽ để thế này. Tiếp theo thì thường khi mà những cái banner về thời trang nó sẽ có một số những yếu tố, ví dụ mua ngay hay là giảm giá hay là nhấn mạnh cái giá, ví dụ 99k trên một sản phẩm ấy, thì chúng ta sẽ cho vào một cái ô nhỏ như này. Ở đây em sẽ sử dụng cái công cụ tạo vòng tròn hình vuông nhá. Tạo ra một layer mới này. Đổ một cái màu trắng như chúng nó. Ctrl D, xác định vòng tròn và quay trở lại công cụ phím V. Lúc này thì chúng ta sẽ không để như này. Để như này mọi người nhìn này, nó sẽ rất là lộn xộn đúng không ạ? Cái chiều này chúng ta đang theo một cái đường chéo này rất là đẹp rồi. Đấy, nó rất là song song theo một cái đường chéo như này. Chúng ta để như này thì là phá, gần như phá xong, phá hết cái bố cục của chúng ta. Nó bắt đầu đảo lộn nghịch loạn soạn lên. Thì chúng ta sẽ dịch chuyển đây một chút, Ctrl T lên và mình sẽ xoay cho nó song song với lại cái bố cục của chúng ta. Xoay theo song song như này. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ xoay song song như này. Chúng ta lấy cái thằng này làm mép căn để sao cho nó song song nhau. Xoay xong chúng ta sẽ enter. Và để ra góc này. Ok. Rồi, lúc này chúng ta sẽ chọn cái chế độ overlay. Và tiếp tục Ctrl Z lên. Cho thu nhỏ lại một chút. Rồi. Ok, cái này mình sẽ để chế độ low mờ màu trắng. Ctrl Z lần thứ 3. Và cho bé lại. Hai cái hình màu trắng thì mọi người sẽ không nhìn thấy. Và mình ở đây mình đổ một cái màu xanh. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái bố cục như thế này. Về thời trang. Bên này khi sau là cái bài học chữ thì mọi người sẽ thêm những phần chữ vào đây nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm 6 cái bố cục. Đi được 3 cái bố cục rồi đúng không ạ? Ở đây em sẽ đóng xóa mấy cái này đi. Tiếp theo mình sẽ làm thêm một cái bố cục về hình chữ nhật nữa. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang bố cục hình tròn. Ok, ở đây em sẽ vẽ một cái hình như thế này. Vẽ hình chữ nhật dài này và tạo ra một layer mới này. Ở đây em sẽ đổ một cái màu trắng, Ctrl D, dứt lệnh vùng chọn và quay trở lại công cụ phím V. Em sẽ Ctrl T và xoay một cái góc tự do. Ở đây thì em không cố định là xoay bao nhiêu góc bao nhiêu độ. Mình sẽ xoay một cái góc tự do như này. Và em Ctrl Z lên. Đẩy sang bên trái một chút. Đấy, những cái khe của cái hình này mọi người cứ cho bé nhá. Ctrl T à Ctrl Z là nữa và đẩy sang bên phải. Rồi ok, Ctrl Z là nữa này. Và cái hình này thì mình cho bé thôi.
cho bé này này. Ok. Đấy, những cái khe này mọi người phải để nó cái khoảng cách nó bằng nhau nhá. Rồi, lúc này thì mọi người sẽ tạo ra bố cục cho em. Ở đây cái hình mình chọn cái hình từ trong cùng ấy nhá. Thì mình sẽ xóa đi như này. Xóa đi này. Chỗ này cũng vậy, xóa đi. Rồi, tiếp theo cái hình này thì mình cũng xóa đi. Xóa một cái khe ở giữa bé như này thôi. Đấy, ok. Hình này cũng vậy, chúng ta sẽ xóa đi. Ok. Hình này chúng ta cũng xóa đi bé thôi. Để bé nó không để to như này. Rồi, lúc này chúng ta chọn tất cả này. Có thể cho nó to ra một chút nữa này. Ctrl E lại cho nó gộp tất cả lại với nhau nhá. Đấy, lúc này chúng ta chọn qua này. Chọn qua tất cả các đối tượng này. Tạo lấy vùng chọn này, lấy vùng chọn là công cụ vùng chọn hình vuông đấy. Quét qua tất cả nha và Ctrl Z lên. Đấy thì nó sẽ nhân đôi cái đối tượng bên trên cho chúng ta như này này. Đấy, nó sẽ nhân đôi lên. Đấy, còn khi mà chúng ta không nhân lên nhá, không nhân đôi lên ở trên này nó vẫn còn những cái miếng thừa mà chúng ta chưa cắt được đi này. Đấy. Rồi ok thì em sẽ có một cái bố cục như này, mình sẽ đẩy vào góc đây. Rồi ok, em sẽ lấy một cái hình ảnh cô người mẫu nữa này. Để Ctrl A và Ctrl C tắt đi. Sang đây mình sẽ Ctrl V cho bé lại một chút. Đấy, thì cái cô người mẫu này đang hơi bị ngược một chút. Thường thì khi mà chúng ta sử dụng cái nhân vật người mẫu ấy thì nó sẽ phải quay sang cái chiều sản phẩm mà chiều mắt ấy, nó sẽ phải quay sang bên cái phần nội dung bên này. Thì chúng ta sẽ chuột phải và chọn vào Ctrl T nhé. Trước tiên phải Ctrl T và chuột phải chọn vào Horizon. Nó sẽ quay theo chiều bên phải. Đấy. Còn khi chúng ta Ctrl T và chuột phải chọn Vertical, nó sẽ quay theo chiều dọc. Quay theo chiều dọc như này. Ở đây thì nó cũng có thể quay theo chiều 180 độ như này nhé. Hay là 90 độ. Rồi tiếp tục. Đấy. Thì tất cả những cái dòng này đây thì đều là xoay ngang, xoay phải, theo xoay 180 độ, xoay theo 90 độ. Thì mọi người có thể thực hành và tìm hiểu. Nó không có gì khó cả, mọi người cứ thử từng cái một. Này là ok. Rồi, trượt phải chọn Clipping Mask. Đấy, lúc này mình sẽ điều chỉnh một chút. Điều chỉnh một chút sao cho cô gái nó cân đối hơn. Rồi ok, về cái tông màu này, về cái màu thì mọi người lưu ý có một số bài của anh chị sử dụng màu rất là tốt. Hôm mấy em cái bài hôm trước, bài tập hôm trước ấy, thì ở đây mình một là mình sử dụng trực tiếp cái màu này, sử dụng trực tiếp cái màu sản phẩm. Ví dụ ở đây em chọn màu tím này, nhấn phím Y hút trực tiếp màu tím này và đổ màu cho nó. Ok, thấy cái màu nó xỉn quá ấy, thì mọi người tích vào đây, có thể tăng lên một chút như này thì nó sẽ tươi hơn. Đấy, mình có thể sử dụng trực tiếp cái màu sản phẩm này. Rồi ở đây hoàn toàn mọi người cũng có thể tạo thêm cho nó một lớp viền. Mọi người sẽ tích vào cái hình nền màu trắng này, cái bố cục của chúng ta nhá, và giữ phím Ctrl tích thẳng vào đây để lấy lại cái vùng chọn, lấy lại cái vùng chọn như này nhá. Em làm lại nhá. Đầu tiên phải tích vào cái hình mà chúng ta muốn lấy lại vùng chọn, đó là cái hình bố cục này đúng không, và giữ phím Ctrl tích thẳng vào layer thu nhỏ này, nó sẽ hiển thị lên cái vùng chọn cho chúng ta. Đấy, ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái layer mới. Layer này thì mình sẽ cho lên trên cùng này đi. Và khi mà chúng ta tạo ra layer này, nó sẽ tự động chui vào bên trong, nó sẽ tự động sử dụng cái clipping mask chui cái mũi tên này. Mọi người lưu ý là cái mũi tên này nó đang chui vào bên trong, thì chúng ta sẽ chuột phải chọn reset clipping mask. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ không cho nó chui vào trong hình nào cả nhá. Và ở đây mọi người sẽ quay trở lại công cụ tạo vùng chọn và đưa cái con chuột vào cái phần vùng chọn của mình và chuột phải chọn stroke.
Ở đây stroke em để là 1 pixel và cái màu em sẽ để đó là màu trắng. Mình nhấn OK. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra được một cái vùng chọn, một cái đường stroke đường viền trắng như này. Và Ctrl D để dứt lệnh vùng chọn, quay trở lại công cụ phím V. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo được một cái đường stroke như này. Lúc này thì mình điều chỉnh một chút để cho nó đẹp hơn. Có thể để sọc lệch đi một chút nhé, không để ngăn nắp quá thì nó sẽ hơi xấu. OK, mình thử sử dụng cái overlay xem có đẹp không nhá. Rồi, mình sử dụng cái chế độ overlay. Đấy, thì bên này mình vẫn là cái nội dung, đúng không ạ?